thấp nha. Trên đất có cà ri, khách trình, tiêu, cà phê. Chưa tới mùa hè nó kêu quá trời. Mặt tiền đường đất nè, 100, gần 130 mét đường này. Rồi, đi xuống khách trình nè. Đây luôn nè, 100, đường này thì là xe hơi vào đến nơi, nhưng mà cây cối nó cứ mọc ra đường như vậy này. Ngày nào cũng đi mấy trăm mét, cây số chứ mấy trăm chị.